Kênh Đăng Lò TK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với nhà vườn của anh Hồng, địa chỉ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn của anh Hồng. Em chào anh Hồng. Dạ, chào anh Hiếu ơi. Em cháu tên Nguyễn Văn Hồng, địa chỉ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay em cháu xin giao lưu cùng cô chú anh chị là một mớ dâu xanh sữa. Dâu xanh sữa này em cháu quay tại vườn nha cô bác anh chị. Mình đang bứng chưa đem về, nhưng mà chuẩn bị đem về, nhưng mà quay trước cho cô bác anh chị mình tham khảo. Mong cô chú anh chị ủng hộ số điện thoại của em cháu 0706398713. Và để không mất thời gian cô chú anh chị mình, em cháu xin được phép tiến hành đo không số. Cây số 1 là cây dâu xanh sữa nha, là nguyên vườn dâu xanh sữa này nha. Mình mua mão hết nguyên vườn nha. Dạ, cây số 1 là cây dâu xanh sữa nha cô bác anh chị. Dâu xanh sữa này ăn rất là ngon nha, trái rất là giá trị hơn mấy dâu kia nha. Đó, chiều cao là một tổng thể chiều cao là 1m87. Không số em cháu xin lấy trừ hao lên 2-3 tắc gì nè nha, là 110, là 1m1 đó. Đo sát thì nó bự lắm, mét mấy lần. Hoành thì 110. Hoành thì 110. Đế đẹp nha cô bác anh chị, cây này là bao đế nha, đế rất là đẹp. Thân cây cũng đẹp luôn nha. Dạ đường kính bầu anh, đo đường kính bầu. Đường kính bầu là 1m. Bề ngang. Nó quay tại vườn cho nên vị trí hơi khó quay, cô chú anh chị mình xem tham khảo ha, có hình những hình ảnh không rõ nét thì liên hệ với anh Hồng để hỗ trợ thêm ha. Rồi. Cây dâu xanh sữa mã số 1 này giao lưu nhiêu anh? Mã số 1 này có giá là 11 triệu nha cô chú anh chị. Mình bao sống bao ship toàn quốc luôn nha. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. 11 triệu. 11 triệu cho mã số 1. Cây này nó rất là đẹp nha cô bác anh chị. Được rồi, mình đổi chuyển sang mã số 2. Mã số 2 qua đây luôn đi. Kế bên đây thì qua đây luôn. Dạ. Dạ cây này là cây số 2 nha cô bác anh chị. Mã số 2. Cây này mình cũng xin đo không số luôn nha. Cái này là tại vườn nha cô bác anh chị, cây mạnh lắm nha, mới đây mở đâm đọt 160. Cao 160. Bên đó khỏi ghi 160. Nếu ghi cái số giá thì thôi cái bên đó đó. Là hoành 84. Rồi, hoành vị trí đó 84. Đấy đẹp ha. Đấy thì cây nào cũng đẹp hết. Cây này cắt ra cây kiển lở đẹp nha cô bác anh chị. Mà mình để cái phơm tàn vậy đó cho cô bác anh chị dễ chơi. Còn nếu không thì mình cắt bonsai. Rồi, cây mã số 2 giá giao luôn nha anh. Cây mã số 2 giá là 5,2 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ thôi, mình chuyển sang cây mã số 3. Cây này bứng bầu bự lắm nha cô bác anh chị, tại vì rễ nó bè ra quá nhiều nha. Mình cực một chút nhưng mà hao công chi phí một chút, nhưng mà cái cây thứ nhất là nó mạnh, nó an toàn. Thứ nhì đó là cái cây dâu rất đẹp, rễ nó rất nhiều. Mã số 3 là một chiều cao 160. Hoành đó là 85. Hoành vị trí đó 85, đường kính bầu á. Đường kính bầu thì 101. Đấy đẹp ha. Ừ. Ghi cây số 3 giá nhiều vậy, ghi giá vô hả? Rồi cây mã số 3. Rồi cây mã số 3 có giá là 5,2 triệu luôn. 5,2 triệu, bao ship toàn quốc ha. Bao ship toàn quốc, bao sống luôn. Đó, mạnh cây lắm nha cô bác anh chị, mình để ngoài vườn nè cho nó mạnh cây rồi mới lặt ngang bó bầu đó. Rồi giờ tiếp theo mã số 4. Cây, mã số 4.
Hay mã số 4, chiều cao là 150. Hoành đó là 77. Hoành 77, đế khá đẹp ha. Cái này cái nào đế cũng đẹp hết. Cây mã số 4. Cây mã số 4 này có giá là 4.800.000. 4.800.000. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Bao sống luôn. Dạ rồi, mình chuyển sang cây mã số 5. Dạ tới cây mã số 5. Này dụ như mình mua nhiều thì mình còn thương lượng lại nha cô bác anh chị nữa. Mua một cây thì mình cũng bớt nha. Nhưng mà mua nhiều thì thương lượng nghe nha. Mua bán thì phải có bớt chút đỉnh nha cô bác anh chị. Chiều cao nhiêu anh? Chiều quên nữa. Chiều cao tới cái đỉnh này là 156. Cao 150 thôi. 150. Hoành đó là 100. Hoành 100. Rồi, để thì cô chú anh chị mình xem ha. Hơi khó quay. Tại quay tại chỗ nó hơi khó, cô chú anh chị mình tham khảo lại giùm em nha, có gì thì mình chụp hình đây. Dạ rồi, cây mã số 5 giao luôn nhiêu anh? Dạ cây mã số 5 này có giá là 7.000.000. 7.000.000, bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ rồi, chuyển sang cây mã số 6. Mã 6 cái này luôn. Rồi, cho xong số chiều cao. Xong số chiều cao là 1m5. 1m50 á, 1m50. Hoành là 96. Hoành 96. Dạ. Đường kính bầu. Đường kính bầu 1m. Rồi, cây này giá giao luôn nhiêu anh? Cây này có giá là 5.200.000. Mã số 6 ha. Dạ, mã số 6 là 5.200.000. Cây này đế đẹp lắm nha cô bác anh chị. Cây nào cũng đế đẹp đẹp không à. Cho nên bứng cái bầu nó bự dữ lắm. Mà bảo đảm an toàn sức sống của cái cây. Không lo sợ sợ gì hết. Dạ rồi, mình đổi cây. Cây mã số 7. Cây mã số 7 nha cô bác anh chị. Chiều cao là 1m6. Hoành đó là 100. Hoành 100. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 1m1. Rồi, giá nhiêu anh? Rồi, cây này có giá là 4.800.000. 4.800.000, bao ship toàn quốc luôn. Bao ship luôn, bao sống, bao ship toàn quốc luôn. Mã số 7. Dạ rồi, mình chuyển sang mã số 8. Mã số 8 là cây này. Chiều cao. Chiều cao là 1m2. 1m1 thôi, chịu hao đi. Nó có cây tử cái bên mình đo, không có đo cây tử nha, đo cây không à. Rồi 92. 92 đây nè. 90. 90 vị trí đó. Ừ, 90. Rồi dưới chắc trăm mấy ạ. Trăm mấy, rồi dưới là trăm mấy đó, mình đo chiều hao theo dạ, đường kính bầu cây công trình đó.
hoành 1m1, kính bầu 1m1. Rồi cây mã số 8 này. Rồi, cây mã số 8 có giá là 4,2 triệu. 4,2 triệu bao ship toàn quốc. Okay, cây mã luôn. số 9. Cây số 9 luôn. Cây mã số 9. Dâu này dâu xanh sữa nha cô bác. Nó là dâu xanh sữa là nó ngon nhất trong các loại dâu nha. Chiều cao là 1m9. Hoành là 92. Đôi cao lắm nha. 92 đường kính bao. Đường kính là 100. Cây mã dạ, số 9. Cây mã số 9 có giá là 5,2 triệu. Mình dụ như có giao lưu được em cháu xin gọt đầu tha keo lại đàng hoàng nha, chứ không phải gì nha. Này chỉ mới cắt tại vườn thôi. Dạ rồi, mình chuyển sang mã số 10. Chín nhiêu học? Hả? 4 triệu nhiêu quên rồi, 5,2 triệu. Nhờ cây mã số 10. Chiều cao. Chiều cao là 2m2. Cao 2m2. Hoành là 94, 95. Hoành 95. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 1m1. Cây này để đặt khừ luôn ha. Để đặt đặt không à. 1m1 đặt khừ luôn. Rồi cây mã số 10 giá nhiêu? Rồi cây mã số 10 có giá là 7,8 triệu. 7,8 triệu bao ship toàn quốc luôn. Chuyển sang cây mã 11. Mình cái vườn dâu này nó có 3 clip nha. Mình quay hết clip gì đó, hết chọn một clip gì đó. Cái qua cái clip thứ hai. Mã số 11 chiều cao là 140. Cao 140. Hoành là 92. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 190. Cây mã số 11 giá bao nhiêu? Cây mã số 11 có giá là 4,8 triệu. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Đó rồi, mình chuyển sang cây mã 12. Đi qua bển nào, tắt ra. Rồi đây nè, cái đẹp luôn nè. Dạ, vô cái đó luôn anh. Dạ, cây mã 12 nha, số 12. Chiều cao là 2m4. 2m4. Hoành là 75. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 100. 100. 90 thôi. Rồi cây này báo có giá là 6,5 triệu. Lại cái tông nó cao nha cô chú anh chị. Cây mã 12 6,5 triệu. Rồi chuyển sang cây mã số 13. Cây số 13. Chiều cao là 2m. Hoành là 95.
95 đường kính bầu. Đường kính bầu 1m1. Ngày mai 13. Cây mã 13 này có giá là 9,6 triệu. Rồi, cây mã 13, cây mã số 13 là 9,6 triệu. Rồi, tiếp theo mã cây 14 ha. Rồi, cây 14. Cây 14 chiều cao là 220. Hoành là 92. Đường kính bầu. Kính bầu là 101. Rồi cây này có giá, cây mã số 14 có giá là 7,8 triệu. 7,8 triệu bao ship toàn quốc. Nếu cô chú anh chị nào có mua số lượng nhiều thì mình thương lượng nha. Cho thôi, đổi cây. Rồi. Đây, tiếp cây mã 16 ha. Cây 15. Cây mã 15. À đúng rồi. Cây mã 15. Cây mã 15. 180 chiều cao. Chiều cao 180. Hoành là 86. Đường kính bầu anh. Đường kính bầu là 90. Rồi, cây mã 15 này giao lưu giá nhiêu anh? Cây mã 15 có giá là 4,8 triệu. Rồi, chuyển sang cây mã 16. Cây số 16. Chiều cao là 2,5 m. Cao 2,5 m. Hoành là 100. Hoành 100. Cái này đế khá đẹp ha. Đường kính bầu là 101. Cây mã 16 giao lưu giá nhiêu anh? Cây mã 16 có giá là 7,8 triệu. 7,8 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi cây. Cây, tiếp cây mã 17. Cây số 17. Hoành là 220. Cao 220. Cao 2,2 m. Hoành là 197. Ngày 17 ha. Dạ, mã số 17. Giá giao lưu nhiêu anh? Mã số 17 có giá là 7,6 triệu nha. Cây này phong cao không nha. 7,6 triệu bao ship toàn quốc. Dạ thôi, chuyển sang cây mã số 18. Cây mã số 18. Chiều cao là 230. Hoành là 112. Đo sát với là 100 mấy lần nghe coi. Đo gì là 100 mấy lần nè, 120 lần nè. Tính 112 thôi. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 100. Giá nhiêu anh? Cây này có giá là 9,6 triệu. Rồi ra ngoài này nè, lui ra này nè. Tiếp cây mã 19 nha. Rồi cây 19. Thả hồng, thả hồng rồi đó. Nắng. Chiều cao là 230. Hoành là 103. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 120.
Giá cho luôn nhiêu anh? Cây này có giá 9,6 triệu. Cây số 19 có giá là 9,6 triệu. Cây này xứng đáng nha cô anh chị. Về trồng cây cố thụ là quá cháy nha. Được rồi, tiếp cây mã 20. Cây mã 20 chiều cao là 240. Hoành là 101 100 thôi. Đừng kính bầu anh. Kính bầu là 120. Rồi cây 20 giá rồi ha. Dạ. Cây 20 có giá là 7,8 triệu. 7,8 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Bao ship bao sống luôn nha. Cây dâu này là không sợ chứ ai. Dạ rồi, xin phép đổi cây ha. Rồi tiếp cây mã 21. À, cây mã 21 chiều cao là 220. Kiểu này đi quấn giặt thì sao nổi trời. 100 hoành. Hoành 100, đừng kính bầu. Chạy chút có xỉu cũng chết nữa, khỏi cần bị bắn. 120 chiều kính, bề kính và chào bầu. Cây mã 21. Giá giao lưu nha anh. Giá giao lưu là 7,2 triệu. Rồi, 7,2 triệu, bao ship toàn quốc ha. Ừ. Rồi, chuyển sang mã 22. Mã cây này 23 hả? Hai kìa, hai sau lưng nè. Cây mã 22 quá trời rộng chủ rồi, mệt quá rồi. Kiểu này 200 chiều cao làm giá hoành 110 110. Cái cây này đế giống như cây cổ thụ luôn ha. Ừ, cổ thụ không á. Chiều kính 100, đường kính bầu 100. À. Rồi cây này giá luôn nha anh. Cây này có giá 9,6 triệu. 9,6 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Rồi chuyển sang mã 23. Cây 23 chiều cao là 108 107 thôi. Chỉ hao nữa mình cắt xuống nữa, đục xuống nữa. Hoành là 108. Đường kính bầu anh. Đường kính bầu là 101. Này giá nhiêu anh? Cây này có giá 8,6 triệu. Cây số 23. Được rồi, chuyển sang mã 24. Mình mua hết thì mình thương lượng lại nha. Có ai hút hết bậy thì mình thương lượng lại, mua cỡ chục cây đồ thì mình thương lượng nha. Số điện thoại em cháu nha. Cây 24 chiều cao là 1,8 m. Hoành là 100 105. Đường kính bầu là 101. Rồi cây này giao lưu giá nhiêu anh? Cây này có giá 4,5 triệu. 4,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Rồi 55 nắng nè. Tiếp mã 25. Cây này nữa. Rồi cây mã số 25 chiều cao là 1,8 m. Hoành là 110. Đường kính bầu
Nhưng kính bầu là 120, 121. Rồi, cây này có giá là 5,8 triệu. Rồi. Mã số 25 ha, giá 5,8 triệu. Rồi, thôi ngưng mẹ đi qua. Tiếp mã 26 ha. Rồi. Cây mã 26 cũng là cây cuối clip của em cháu. Cây số 117, chiều cao. Hoành 95. Đường kính bầu là 101. Mình quay sau mình để vậy nha cô bác anh chị, chỉ đục đầu cho láng tha keo thôi nha. Cô bác có nhu cầu cắt tỉa gì đó thì cháu sẽ làm theo, còn nếu không thì đi xa quay sao để vậy. Dạ thôi, cây này giá nhiêu anh? Giá cây này là 4,8 triệu. 4,8 triệu ngàn. Bao ship cây bác. Này cũng là cây cuối clip của em cháu. Em cháu xin cầu chúc cho cô chú anh chị xa gần trong giới chơi kiển và thương mại được nhiều sức khỏe và vui vẻ, vạn sự như ý. Và dạ, xin chào. Số điện thoại em cháu 0706398713. Dạ xong. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn của anh Hồng để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.